Hello, xin chào các bạn. Lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ chấn mọi người dự án Eros đến từ Supra XSW. Để tham gia kèo Eros này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram. Và đây bấm start nhiệm vụ đầu tiên. Bấm join Eros. Ở đây các bạn join vào kênh group và kênh channel Telegram. Và đây bấm tham gia kênh cho mình. Nếu các kênh group và kênh Telegram của các bạn đầy rồi thì mọi người xoát bấm số nhóm nhé. Rồi quay trở lại cho mình. Sau vào kênh channel luôn. Bấm thôi ra kênh. Ok, tiếp tục quay trở lại cho mình. Bây giờ bấm register. Nhập mã captcha đây cho mình nhé. Sau đấy các bạn điền email của mọi người vào đây cho mình. Ok. Địa chỉ ví các bạn sẽ gửi địa chỉ ví TRC20, tức địa chỉ ví Tron nhé, ở trên ví MetaMask. À, ví Truth Wallet hoặc là ví Tronlink Pro. Ở đây thì mình sẽ sử dụng địa chỉ ví Tronlink nhé. Các bạn copy địa chỉ ví Tron thôi, bằng Tron đấy. Rồi, vào đây các bạn sao chép địa chỉ ví này. Ok. Sau đó các bạn quay trở lại Telegram, gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, tiếp theo follow kênh Twitter. Bấm theo dõi cho mình. Sau đó copy là profiling kênh Twitter của mọi người gửi vào đây cho mình nhé. Ok. Tiếp đến là retweet là bài đăng này. Bấm like, retweet và comment cho mình. Bấm tweet lại, sau đó sao chép là cái link retweet này gửi vào tay đang cho mình. Ok. Bấm đăng ký kênh YouTube và gửi profiling kênh YouTube của người vào đây cho mình nhé. Bấm đăng ký kênh YouTube cho mình. Đăng ký kênh này, sau đó bấm trở lại. Bấm vào avatar đây. Sau đó bấm vào kênh của bạn. Các bạn sao chép là profiling kênh YouTube của một người. Các bạn sẽ gửi profiling kênh YouTube của một người vào Telegram. Ok. Do vào kênh liên kết trên Telegram và bấm đôn. Follow, like và retweet là kênh liên kết trên Twitter. Tìm đến bài đăng của dự án. Đây bài đăng dự án nhé. Bấm like, retweet là bài đăng. Ok. Quay trở lại Telegram. Bấm tôi đã follow. Rồi, bấm đôn ở đây. Bấm My Menu, sau đó bấm My Balance cho sơ dư nhé. Ở đây thì mọi người có cơ hội nhận được 1.000 token SX, xem nào, 1.000 token SXS mọi người nhé. Giá trị tương đương cả 100 đô và sẽ có 5.000 suất ăn được may mắn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video lần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.